Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tuân thủ. Tuân thủ là gì và tại sao nó quan trọng? Thực thi tuân thủ giúp công ty của bạn ngăn chặn và phát hiện vi phạm của các quy tắc, bảo vệ tổ chức của bạn khỏi tiền phạt và các vụ kiện. Các tuân thủ quy trình cần được tiếp tục. Nhiều tổ chức thiết lập một chương trình để quản lý nhất quán và chính xác các chính sách tuân thủ của họ theo thời gian. Vai trò của việc tuân thủ là gì? Các vai trò phù hợp, cán bộ đôi khi được gọi là tuân thủ quản lý và để đảm bảo rằng một công ty đang tiến hành hoạt động kinh doanh trong toàn phù hợp với tất cả các luật và quy định quốc gia và quốc tế liên quan đến ngành công nghiệp của mình nói riêng, cũng như tiêu chuẩn chuyên môn, kinh doanh được chấp nhận, thực hành. Tại sao tuân thủ rất quan trọng? Thực thi tuân thủ giúp công ty của bạn ngăn chặn và phát hiện vi phạm các quy tắc, bảo vệ tổ chức của bạn khỏi tiền phạt và các vụ kiện. Các tuân thủ quy trình cần được tiến liên tục. Nhiều tổ chức thiết lập một chương trình để chi phối chính xác và chính xác các chính sách tuân thủ của họ theo thời gian. Những lợi ích của việc tuân thủ là gì? Thứ nhất, yêu cầu tuân thủ phát triển với doanh nghiệp của bạn. Trong ý nghĩ kinh doanh của mình, sự tuân thủ của Lai đề cập đến một công ty đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, thường là để bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của người khác. Thứ hai, giảm các vấn đề pháp lý. Thứ ba, cải thiện hoạt động và an toàn. Thứ bốn, quan hệ công chúng tốt hơn. Thứ năm, giữ chân nhân viên cao hơn. Cách chính xác thì tuân thủ là gì? Nói chung tuân thủ có nghĩa là tuân thủ một quy tắc, chẳng hạn như đặc điểm kỹ thuật, chính sách, tiêu chuẩn hoặc luật. Quy định việc tuân thủ mô tả mục tiêu và tổ chức mong muốn đạt được trong nỗ lực của họ để đảm bảo rằng họ nhận thức và thực hiện các bước để tuân thủ liên quan pháp luật, chính xác và quy định. Làm thế nào để bạn thực hiện các chương trình tuân thủ? Yếu tố một chương trình tuân thủ hiệu quả. Thứ nhất, thiết lập các thông qua các chính sách bằng văn bản, thủ tục và tiêu chuẩn ứng xử. Thứ hai, tạo giám sát chương trình. Thứ ba, cung cấp đào tạo nhân viên và giáo dục. Số 4, thiết lập giao tiếp hai chiều ở tất cả các cấp. Thứ năm, thực hiện một hệ thống giám sát và kiểm toán. Thứ sáu, thi hành kỷ luật và nhất quán. Một kế hoạch tuân thủ là gì? Trong một cách đơn giản, kế hoạch tuân thủ là một hệ thống kiểm tra và cân bằng thông qua nỗ lực hợp lý được thực hiện để xác định các vấn đề không tuân thủ tiềm ẩn liên quan đến luật pháp và quy định hiện hành để loại bỏ hoặc giảm thiểu những vấn đề đó. Tuân thủ và sự cần thiết của nó là gì? Tuân thủ, quản lý và quá trình của các nhà quản lý, kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và các hoạt động chính để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn. Những hoạt động này có thể bao gồm phát triển và thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo tuân thủ. Chương trình tuân thủ hiệu quả là gì? Thiết lập một chương trình tuân thủ và đạo đức hiệu quả đã trở thành một điều cần thiết để bảo vệ bất kỳ tổ chức có quy định cao nào. Tại cốt lõi của nó, một chương trình hiệu quả bảo vệ một tổ chức bằng cách phát hiện và ngăn chặn hành vi không đúng đắn và thúc đẩy tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đạo đức của tổ chức. Khu vực quan trọng nhất trong một kế hoạch tuân thủ là gì? Một trong những yếu tố quan trọng nhất của chương trình tuân thủ mạnh mẽ và đào tạo đúng cán bộ, nhân viên và bên thứ ba luật pháp, quy định chính xác của công ty và hành vi bị cấm. Một câu hỏi tuân thủ là gì? Mục đích của câu hỏi và đánh giá giọng điệu đạo đức của cá nhân và tổ chức. Nói chung, phản ứng thích hợp là những vi phạm quy tắc ứng xử, chính sách tuân thủ của công ty nên bị sa thải và nếu hành động của họ vi phạm luật sẽ bị truy tố hình sự. Điều gì làm cho một nhân viên tuân thủ tốt? Do đó, một nhân viên tuân thủ phải có kỹ năng con người tuyệt vời và có thể giao tiếp và hợp tác lên xuống và xuyên suốt chuỗi nhân viên và phải đồng thời nắm vững công việc kinh doanh, đạo đức và nguyên tắc. Đây là những phẩm chất quan trọng nhất của người quản lý tuân thủ. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.